Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do đồng chí Nguyễn Viết Thái, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn. Về phía huyện Thường Thành, tham gia tiếp đoàn công tác có đồng chí Lê Đình Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo đã làm việc với đoàn. Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh đàn gia súc gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh, nhận được công văn chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, huyện Thạch Thành đã nhanh chóng chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Cùng với sự vào cuộc tích cực của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn cùng đơn vị phòng, ban chuyên môn tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến tận thôn, hộ gia đình để phát hiện sớm, báo cáo xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện nhấn mạnh, thời gian qua, huyện đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp và công việc liên quan đến phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, sẽ nỗ lực hết mình để khống chế, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn huyện. Huyện cũng đã thành lập tổ ứng phó nhanh để hỗ trợ các địa phương xử lý ngay ổ dịch khi mới phát sinh. Đến nay, chưa phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, đại diện các phòng ban ngành đã trao đổi thảo luận một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ngăn chặn phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện, như tăng cường biện pháp tuyên truyền tới người dân trên hệ thống thông tin của đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh các xã thị trấn, các tài liệu tuyên truyền về cách nhận biết về dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, phải lập chốt kiểm dịch để ngăn chặn bệnh dịch từ tỉnh ngoài vào, yêu cầu các trang trại có quy mô nhỏ từ 10 con trở lên phải thường xuyên phun tiêu độc khử trùng, quản lý chặt chẽ các lò mổ nếu không có xuất xứ kiểm dịch thì phải tiêu hủy ngay. Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ thú y xã và các hộ dân về cách phòng trừ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra làm việc, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Viết Thái ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của huyện trong việc chỉ đạo triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa dịch bệnh, thống nhất biện pháp tuyên truyền, in tờ rơi truyền tới người dân. Lực lượng thú y phải tăng cường giám sát cao nhất, hiệu quả nhất trong ngăn chặn, khoanh vùng dập dịch. Ngoài phun thuốc khử trùng, cần phải có phương án cách ly, thậm chí cách ly từng người ra vào tại các thôn, các vùng có dịch. Chính quyền và các ngành chức năng của huyện cũng lưu ý ngăn chặn không để người dân bán chai lợn khi có biểu hiện bệnh. Khi phát hiện có dịch, phải tìm cách khoanh vùng, khống chế sự lây lan.